tim ai, người nấy dùng. Phim phỏng theo câu chuyện có thật của cô gái Jenny Stepien ở bang Pennsylvania, Mỹ. Hồi còn bé, con rất thích được làm cô dâu. Bà thường hay chơi trò dắt cô dâu bước vào lễ đường. Sau đây, tôi tuyên bố sẽ gả con gái Jenny xinh đẹp đáng yêu cho con rể. Con rể của bà tên gì hả, Jenny? Con thích chú rể có tên giống bà. Bà gọi là chú rể Jim đi ạ. Ôi trời, sao bà nỡ gả con gái đáng yêu của bà cho người khác đây? Sắp tới ngày con bước vào lễ đường thật sự rồi. Vậy mà ước gì ba vẫn còn ở đây. Hôm nay là ngày hạnh phúc của em. Mà sao trông em không được vui vậy? Ba em chắc hẳn đã rất mong chờ giây phút dắt tay em bước vào lễ đường. Nhưng ba em đã không còn ở đây. Em thực sự rất nhớ ba. Em đừng buồn nữa. Trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời em mà em buồn như thế này, bà ở trên thiên đường nhìn thấy sẽ không vui đâu. Xong rồi đấy, em đứng dậy soi gương xem nào. Ơi, em thấy rất vừa ý. Em cảm ơn chị nhé. Nào cô dâu xinh đẹp, chúng ta chuẩn bị ra lễ đường thôi. Người này thật giống ba. Là mình cứ tưởng. Dạ, cháu thật sự xinh đẹp hơn bác tưởng tượng đấy. Chào Jenny, bác là Thomas. Bác có thể dắt tay cháu vào lễ đường được chứ? Đây là điều bất ngờ mà ba con muốn dành cho con trong ngày cưới đấy, con gái à. Ôi, đây là ý ba Jim của con ư? Đúng rồi, Jenny à. Này anh có chuyện gì vậy? Tôi bị bệnh tim đã 16 năm nay. Tôi phải thay tim, nhưng tìm khắp nơi mà không có người hiến tim. Lần này nếu không có tim thay thế, tôi thật sự sẽ hết hy vọng. Anh đừng quá lo lắng, người ở hiền sẽ gặp lành thôi. Anh đừng bỏ cuộc nhé. Anh Thomas này, tôi biết tôi không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi tôi đi, tôi muốn tặng trái tim của tôi cho anh. Và tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh. Mong anh sẽ đồng ý. Anh sẽ tặng tim cho tôi ư? Tại sao anh lại có quyết định như vậy? Anh là một người tốt. Và anh vẫn còn hy vọng sống. Anh xứng đáng được sống lâu hơn nữa. Cảm ơn anh. Thật sự tôi rất cảm ơn anh. Anh có chuyện gì cần giúp cứ nói. Tôi sẽ cố gắng thực hiện. Tôi có một cô con gái. Tôi biết tôi không thể bên cạnh con bé cho tới khi nó trưởng thành được. Anh hãy giúp tôi gửi quà mỗi dịp sinh nhật con bé. Và một ngày nào đó con gái tôi cưới, anh hãy thay tôi dắt nó vào lễ đường, được chứ? Chuyện này anh giữ bí mật giúp tôi nhé. Tôi muốn đem lại cho con bé điều bất ngờ. Anh là một người cha tốt nhất mà tôi biết đấy. Ước nguyện của anh nhất định tôi sẽ thực hiện. Cháu cảm ơn bác đã giữ trái tim của ba cháu. Cháu thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc. Bác mới là người cần phải cảm ơn. Bác sống được đến ngày hôm nay là nhờ trái tim nhân hậu của ba cháu kia mà. Nhưng sao bác biết hôm nay là lễ cưới của cháu ạ? Thật ra ta vẫn luôn dõi theo cháu. Gia đình ta và mẹ cháu vẫn thường xuyên viết thư, gọi điện đấy. Vậy những món quà sinh nhật bất ngờ mà cháu nhận được là bác tặng cháu phải không ạ? Đúng vậy, đó là tấm lòng của ta. Và đó cũng là ý của ba Jim của cháu nữa. Bác Thomas, cháu cảm thấy bác thật ấm áp, giống như ba Jim của cháu vậy. Từ nay, cháu gọi bác là ba được không ạ? Ta rất hạnh phúc vì điều này con gái à. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi nào. Ba giao con gái của ba cho con. Mong con sẽ yêu thương, che chở con bé. Ba chúc các con sẽ mãi hạnh phúc. Con cảm ơn ba. Hôm nay
tôi xin cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người. Đặc biệt là sự có mặt của ba Thomas. Chỉ cần ôm người đàn ông này là tôi có thể cảm thấy tôi đã ở rất gần cha mình một lần nữa. Ngày hôm nay thật sự hoàn hảo. Đó là tất cả những gì mà tôi cần. Yeah! Lời nhắn gửi yêu thương. Mỗi lần đi qua đây, mình lại thắc mắc, không biết bên trong nó như thế nào nhỉ? Mình nghe mẹ kể, chủ nhà là một kiến trúc sư rất giỏi, nhưng ông ấy chưa kịp hoàn thiện căn nhà thì gặp tai nạn đột ngột. Thấy ông ấy không có con cái gì hả? Nghe nói có một cô con gái, nhưng vợ chồng ông ấy ly hôn nên con gái theo mẹ ra nước ngoài. Sau này người mẹ lấy người khác hay sao ấy, nên để chị ấy về ở với bố. Thế nên ông ấy mới hăm hở xây nhà này để đón con gái về đấy. Nhưng chưa kịp thì đã... Tiếc nhỉ, giá mà được vào trong xem thế nào. Linh ơi, có bạn con tìm này. Vâng, con xuống nhà đây ạ. Cậu đi với tớ, tớ phát hiện ra cái này hay lắm. Cái gì thế? Bí mật, cậu cứ đi đi rồi biết. Vào đi, lối đi này là mình phát hiện ra đấy. Chỉ trẻ con tụi mình mới chui vừa thôi. Sao cậu phát hiện ra chỗ này thế? Tình cờ thôi ạ. Hôm trước anh trai của mình với mình dắt con Bi qua đây thì nó bị sổng chạy ra chỗ này. Tụi mình lần mò đi tìm thì phát hiện ra ở đây có một cái hố nhỏ. Ôi, không ngờ trong này lại đẹp thế. Nhà đẹp thế này mà bỏ đi phí quá đi mất. Ông ấy làm cái này kỳ công thật đấy. Vừa được chơi ngoài trời mà không lo nắng nóng. Lên nào, 1, 2. Ngày mai tụi mình quay lại đây chơi ha. Từ giờ trở đi, đây sẽ là chỗ chơi bí mật của riêng bọn mình. Tớ sẽ phi máy bay qua dàn dây leo kia, cậu xem thử nhé. Ôi, máy bay bị mắc rồi. Không sao, để tớ lấy xuống. Cẩn thận đấy. Ủa, có chữ kìa. Hình như đống dây leo này mọc trên khung có hình chữ cái đấy. Để mình giật bớt số dây leo này ra xem chữ gì ha. Cẩn thận, đừng làm hỏng dàn cây nhé. Chịu thôi, cành cây lớn mọc trùm hết ra rồi, mình không với tới được. Giấy tờ cháu đã chuẩn bị đủ rồi, chú tìm cho cháu người phù hợp để mua căn nhà này nhé. Nhà đẹp thế này, cháu bán đi cũng tiếc nhỉ? Vâng, nhưng cứ nhìn ngôi nhà này, cháu lại thấy buồn. Ba cháu đã mất trong lúc xây dựng nó. Chị ấy định bán chỗ này thật sao? Tiếc thật đó, ngôi nhà làm mất bao công sức mà chị ấy lại bán đi. Không hiểu sao mình cứ thấy tò mò về hàng chữ trên dàn cây ấy. Không biết là ba chị ấy làm chữ gì nhỉ? Hay mình quay lại đó một lần nữa xem đó là chữ gì đi. Ừ, cứ thế đi ha. Hôm nay mình có đem theo cái que, bọn mình sẽ chọc chỗ cây leo đi, xem rốt cuộc là chữ gì. Các em là ai, sao lại vào được đây? Bọn em xin lỗi vì tự ý vào đây. Chuyện là... Thì ra là thế. Trước đây chị từng nuôi một con chó rất mập. Chỗ này là để cho nó đấy. Cậu cười cái gì chứ? Ba ơi, con muốn một khu nhà có dây đu, có bập bên, có thật nhiều cây nữa. Chị ơi, em nghe nói chị đang muốn bán nhà. Chị đừng bán đi được không? Ngôi nhà này rất đẹp mà. Nhưng ngôi nhà này gắn với một ký ức rất buồn của chị em à. Nếu thế chị cho bọn em nhìn nốt hàng chữ trên dàn cây kia được không ạ? Hàng chữ trên dàn cây. Ba mãi mãi bên con. Ba ơi. Chào các em, các em có muốn vào nhà chị chơi không? Chị chưa bán nhà sao? Đây là nơi ba đã dành cả tâm huyết để làm cho chị. Chị sẽ không bao giờ bán nó đi nữa. Nhờ có các em mà chị đọc được lời nhắn gửi của ba chị. Nếu không thì có lẽ cả đời chị sẽ không biết đến nó. Vì từ khi ba mất đi, chị đã rất đau lòng nên không muốn quay lại đây. Từ giờ nếu các em muốn đến chơi á thì cứ đến bất kỳ lúc nào nhé. Hay quá, bọn em cảm ơn chị. Bọn em cũng đang buồn vì không được vào đây chơi nữa. Ngôi nhà bên bờ vực.
kiếm được khá nhiều cà rốt. Mình tha hồ ăn dần. Ôi, nhà của tôi, nhà của tôi. Trời ơi, nhà của tôi, phải làm sao bây giờ? Mình phải dựng nhà ở chỗ khác thôi. Mình nên dựng nhà ở đâu được nhỉ? Phong cảnh này đây thật đẹp. Nếu mình dựng nhà ở đây thì lúc đó ngôi nhà của mình sẽ đẹp nhất khu rừng này. Các bạn khác sẽ tha hồ ganh tị. Mình bắt đầu thôi. Này thỏ, bạn đang làm gì đó? Tôi đang kéo gỗ để dựng nhà. Trên khoảnh đất có bụi hoa thực dược đỏ kia kìa. Nơi cực kỳ lý tưởng cho căn nhà mơ ước của tôi. Gì cơ? Bạn định dựng nhà ở đó ư? Không được đâu. Ơ, sao lại không được? Bạn không thấy dựng ngay cạnh bờ vực rất nguy hiểm hả? Nhỡ sảy chân thì nguy. Bạn yên tâm, tôi sẽ làm hàng rào gỗ xung quanh ngôi nhà, thế là an toàn. Ở đây địa thế khó khăn, vận chuyển gỗ thôi cũng thấy khó lắm rồi. Khó khăn tôi cũng làm cho bằng được, ngại gì chứ? Anh không biết rồi, ở bên bờ vực, đất đầy sỏi đá, lại còn dễ bị sụp lở lắm. Sao anh lại ngăn cản tôi thế? Bất kể anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn cứ làm. Tôi chỉ lo cho anh thôi, nếu anh không nghe tôi thì thôi vậy. Tôi đi đây. Chắc cậu ta lại ghen tị vì mình sắp có được ngôi nhà đẹp nên ra sức ngăn cản đây mà. Đổ mất rồi. Nhưng thôi không sao, mình sẽ dựng lại ngôi nhà. Một chút nữa thôi là mình sẽ có được ngôi nhà mơ ước. Wow, cuối cùng cũng đã xong. Mình sẽ mời các bạn đến chiêm ngưỡng ngôi nhà sơn thủy hữu tình của mình. Trời ơi, không, không. Ông trời thật bất công, sao lại cứ đổ hoài vậy chứ? Chắc có lẽ sỏi đá ở đây nhiều quá, không giữ được ngôi nhà, mình phải từ bỏ thôi. Đành phải ra chỗ bằng phẳng dựng nhà vậy. Buổi sáng thật trong lành, ra ngắm hoa thôi. Hả? Bụi hoa thực dược đâu rồi? Trời ơi, trận mưa đêm qua đã làm sạt lở đất, bụi hoa thực dược cũng bị rơi xuống vực rồi. Hóa ra không dựng được nhà ở đây lại là may mắn cho mình. Nếu dựng được nhà, có khi mình đã tiêu rồi. Ngôi nhà xinh đẹp của ta ơi! Ngôi nhà tuyệt đẹp của ta ơi! Đôi khi không đạt được điều mình mong muốn lại là một may mắn tuyệt vời. Đừng bao giờ quá bi quan với thất bại bạn gặp phải. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!